Kính thưa quý vị khán giả, trong chương trình hôm nay, ngoài những vị khách đến dự, thì chúng Kim Ngân nhận thấy dưới khán phòng còn có một nghệ sĩ mà trong suốt thời gian qua đã chiếm được cảm tình của đông đảo quý vị khán giả. Vâng, Kim Ngân xin giới thiệu đến quý vị nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh lên sân khấu ạ. Nghệ sĩ Vũ Linh thân mến, theo em được biết thì nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã cùng với nhau làm việc trong rất nhiều chương trình video cải lương đúng không ạ? Vậy thì trong lúc làm việc thì nghệ sĩ Vũ Linh có những kỷ niệm vui buồn như thế nào với nghệ sĩ Diệp Lan? Thì trong chương trình hôm nay mời nghệ sĩ có thể tâm sự cùng với toàn thể quý vị khán giả. Dạ, trước hết Vũ Linh xin thân ái kính chào quý vị đại biểu, quý vị khán giả và các chú, các bác và các anh chị em đồng nghiệp lời chào thân thương nhất. Xin thân cảm ơn. Dạ, đúng. Bắt đầu từ năm 1994 cho tới nay thì Linh và anh hai Diệp Lan rất gần gũi nhau trong lĩnh vực mà video cải lương. Có một điều chắc lẽ không nói thì ở đây tất cả cũng đã biết, anh hai là người làm việc rất là nghiêm túc và rất tự khắt khe với mình. Mà chính vì những điểm ưu đó, những điểm tốt đó mà kể cả Linh hoặc những bạn đồng nghiệp Linh cũng như những đứa em sau này phải lấy cái gương đó mà noi theo anh hai Diệp Lan. Bởi chắc có lẽ là trong một giới ngang ngang với Linh vậy, Linh là người may mắn nhất. Bởi vì năm 1971 Linh được may mắn coi anh hai Diệp Lan diễn lần đầu tiên gần nhà Linh, đó là kịch bản Cổ Xe Độc Mã. Thì phải nói thế này, Linh thì có một thời gian vì công việc vừa sân khấu vừa video thì công việc cũng không thể nào xuể hết. Thì đôi khi Linh thường đến trễ, nhưng có một hai lần Linh đi quay chung thì Linh tới nơi thì thấy anh hai đã ngồi đó, cũng như cô Kim Giác đã ngồi trước đó và để chờ Linh. Thì Linh là mới ái nại. Thì đã nghệ sĩ thì theo lời chị Diệu Hiền đã từng dạy cho Linh phải biết phục thiện, và từ đó Linh đã tự phục thiện mình, phải đi đến đúng giờ để cho các chú bác đừng có chờ đợi. Mà anh hai là người nghiêm khắc những điều đó. May mắn thay, Linh lại được một lần cộng tác với anh hai trong đoàn cải lương Thanh Nga qua kịch bản Giông Tố Đêm Thu. Nói gọn lại thế này là tất cả bạn bè của Linh đã đang diễn chung với Linh và làm việc chung với anh hai, cũng như các em sau này hãy nhìn vào cái gương của anh hai thì bước đường nghệ thuật mình sẽ có một hướng mới và tốt đẹp hơn.